Hello xin chào mọi người lại là mình đây mình là Vũ Quý Hòa hôm nay mình rất vui chia sẻ với các bạn là năm cái cách mà chúng ta sẽ dùng để chinh phục người mang chỉ số đường đời số 3 ha tại vì mình lại là số 3 chính vì vậy mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà để chúng ta có thể là giống như những người mang chỉ số đường đời số 1 và số 2 mình đã chia sẻ đó chúng ta cần là gì chúng ta hiểu về cái người đó để mà chúng ta lấy cái tình cảm của họ giúp cho công việc chúng ta thành công hơn trong công ty của chúng ta đúng không những cái đồng nghiệp của chúng ta nhân viên của chúng ta sếp của chúng ta trong gia đình của chúng ta thì vợ chồng hoặc là người yêu hoặc là con của chúng ta tại vì bản thân mình á thì uh, con trai của mình cũng là mà chỉ số đường đời số 3 chính vì vậy khi chúng ta hiểu sâu á, thì chúng ta thu phục nhân tâm dễ hơn và chúng ta giúp cho họ phát triển tốt hơn khi chúng ta đưa đúng cái luồng năng lượng của họ đẩy lên cao hơn thì người mang chỉ số đường đời thứ ba á, là người giống như mình thích chia sẻ thích uh, thể hiện trước đám đông để mà chia sẻ với cộng đồng để phát triển cho cộng đồng chính vì vậy á sâu lắng trong tâm hồn họ họ thích cái gì họ thích là để họ được nói và dẫn dắt câu chuyện thứ nhất các bạn ghi chú là để cho họ được nói ra và dẫn dắt câu chuyện Thứ hai, khen ngợi và động viên họ tỏa sáng trước đám đông và trước công chúng. Ví dụ như con trai mình làm một điều gì tốt thì mình sẽ khen ngay lập tức. Thì lúc đó cậu sẽ cảm thấy rất là thích thú với điều đó. Vì bản thân cậu là người mang chỉ số người là số 3 thì người ta thích được khen khi mà người ta làm được một điều gì đó tốt. Chính vì vậy chúng ta luôn luôn ghi nhận họ bằng cách đó. Khen ngợi và động viên họ tỏa sáng trước đám đông. Có nghĩa là giúp cho họ có cái luồng năng lượng của họ đẩy cao lên thứ ba là cho họ thỏa sức tự do sáng tạo thí ờ, dụ họ thích là, cậu thích chơi cờ tướng chơi cờ vua hay là thích chơi một môn gì đó thì mình để cho cậu tự động chứ mình không ép buộc mình muốn bóng đá mình thích bóng đá nhưng mà cậu không thích bóng đá thì mình cũng không ép được đó phải để cho người ta là thỏa sức tự do sáng tạo cái thứ tư là họ thích môi trường nghệ thuật giàu cái đẹp đó là bản năng trong tâm hồn của họ trong con người của họ cái luồng năng lượng của số 3 nó thúc đẩy họ cái điều đó chính vậy chúng ta phải chấp nhận là để cho họ thích môi trường nghệ thuật giàu cái đẹp mình biết như vậy và mình luôn luôn hướng họ về điều đó và cuối cùng là động viên họ tham gia các hoạt động sôi nổi thì bản thân là họ luôn luôn cần một sự động viên một sự thúc đẩy một sự kích thích để cho họ đạt tới cái đỉnh cao của cái luồng năng lượng của họ đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải hiểu về họ nhiều hơn khi mà chúng ta có thể làm việc với cấp trên cấp dưới hay là đồng nghiệp hay là hôn uh, người hôn phối đúng không Người chồng với người vợ hay là bạn trai hay bạn gái hay là con của chúng ta thì chúng ta đối xử như vậy khi chúng ta biết là họ là người số 3 Chúc các bạn thành công